Tiếp tục với phần tin quốc tế, mưa và nguy cơ lở đất thì đang cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân động đất tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo hôm nay và ngày mai thì khu vực này sẽ tiếp tục có mưa. Một số khu vực có thể xảy ra mưa rào, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc đã đề nghị chính quyền và người dân địa phương đề phòng thảm họa. Song song với công tác khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ vẫn đang duy trì hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tính đến nay, thì số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh có độ lớn 6,8 tại tỉnh Tứ Xuyên hôm 5 tháng 9 đã lên tới 82 người.